4 giờ đi làm. Dạ, sáng đi anh có ăn sáng gì không? Có ăn. Mua xôi mua đồ ăn. Mua xôi ăn hả? Nguyên gia đình của mình một buổi ăn sáng gì mình là khoảng bao nhiêu tiền? Có những em đi làm là mà em ăn cái cháo đây là không biết ăn gì nhiều. Nhưng mà em đi làm nhưng mua 5.000 xôi, 10.000 xôi ăn rồi no rồi. Dạ. Ấy lại bị bệnh rồi. Đây anh Sinh, thì em sẽ gửi cho anh cái số tiền của anh Long Nguyễn là một Việt kiều ở Úc, gửi cho anh số tiền là 1.700.000 đồng. À, 1.000.000 nè, 1.500.000 nè, 1.700.000 đồng. Và cô Huệ với lại cô Hương ủng hộ cho anh là tặng 1.200.000 đồng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì hôm nay có dịp về lại thị xã Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Bùi Hồ quay lại hoàn cảnh của gia đình anh Xuyên và 6 người vợ của mình và 6 người con vào một buổi chiều như thế này. Thì lúc nãy đi thì Bùi Hồ có điện thoại thông báo với chị, thông báo với anh Xuyên với lại chị là thì chị bắt máy. Chị nói là anh Xuyên đi làm rồi và hôm nay Bùi Hồ muốn dẫn với gia đình cùng nhau lên bờ để mà ăn một cái món ăn hủ tiếu chẳng hạn. Thì chị từ chối. Thì thật hư bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ đi xuống cái máy ghe này nhé. Thì cái đoạn đường đi nè cô bác quý anh chị, cũng như mọi lần trước, hôm trước thì có một bạn nói là cái con đường này khi mà vào trời mưa thì đường trơn trượt và vô cùng khó đi, còn phải đi từng bước. Lúc nãy thì Bùi Hồ cũng có điện trước mà một số để mà thông báo là dẫn nguyên gia đình đi ăn. Tại vì có một số mạnh thường quân hỗ trợ, đó là tài khoản Facebook của anh Long Nguyễn với lại Nguyễn Long với lại cô Huệ cô Hương gửi ủng hộ cho gia đình của anh với chị. Ôi, hình ảnh quen thuộc, bé nhỏ xíu luôn nè. Chú chào con nha. Chị có nguy hiểm lắm không? Dạ. Có té xong không chị? Ồ, hôm nay có các bé ở đây nè, hôm nay dạng hơn tí xíu rồi. Chị ơi, anh Xuyên đâu chị? Đi làm hay vậy chị? Ồ, về rồi hả? Ồ, vậy hả? Anh có đem điện thoại đâu không? Con là chị hai đúng không? Dạ. Con thích ăn nhất là món gì? Hủ tiếu mà hả? Hủ tiếu mà hả? Con nói. Con thích ăn gì? Hả? Thích ăn gì? Con trai thích ăn gì? Nói chú nghe coi. Hôm nay đi chơi với chú, lên bờ chơi với chú được không? Được không con? Mắc cỡ hả? Không chịu đi hả chị hả? Trước giờ không lên bờ luôn hả chị? Con chịu đi với chú, đi với mẹ với ba với chú lên bờ ăn hủ tiếu được không? Dạ ba nó xuống kìa. Nay là Xin. Em chào anh Xuyên. Thật tình thì xin lỗi anh Xuyên với lại giờ, tại vì hẹn khoảng 2 giờ rưỡi đến, nhưng mà hiện nay thì 3 giờ mấy rồi, cũng tầm 4 giờ. Lý do là qua đò phà trễ nên là nữ ra là em trễ hẹn với anh. Thôi xin lỗi nha. Dạ. Em cũng biết được khó khăn anh vậy nên em cũng khó khăn mà. Dạ. Anh ơi thì hôm nay thì công việc của mình nghỉ sớm hả anh hả? Dạ. Hôm nay anh làm được bao nhiêu tiền anh Xuyên? Trăm mấy nha anh, được 180.000. 180.000 làm từ mấy giờ đến giờ anh? Làm lúc 4 giờ sáng tới giờ. Anh làm hôm nay mình làm việc gì? Cũng gánh dừa tư lên cho người ta bán. Gánh dừa tư, gánh đồ lên cho người ta bán. Ồ, vậy ngày nào mình cũng làm ha anh? Hôm nay thì gia đình mình ăn cơm với gì vậy? Không biết luôn nữa. Mà chiều giờ sáng như mua đồ ăn sáng không? Chiều này chưa mua anh? Chưa mua hay vậy ha? Dạ. Ở bây giờ như thế này, anh Xuyên hôm nay thì em đến đây thì nghe bé thứ hai của anh á là nói hôm trước là thích, rất là thích thèm ăn hủ tiếu. Hủ tiếu mà hủ tiếu gói anh, đâu phải hủ tiếu thịt đâu. Tại sao mình không ăn hủ tiếu thịt? Thịt đâu có tiền ăn, mua hủ tiếu gói mấy ngàn à.
Ồ vậy hả? Năm gói, 5-6 ngàn gói à. Dạ, thèm nhất là ăn hủ tiếu gói hả? Ừ, nó ăn hủ tiếu đó, 5-6 ngàn gói à. Đừng ăn hủ tiếu thịt đâu. Không có tiền, ngày trước giờ cũng chưa ăn hủ tiếu thịt luôn. À, hôm nay thì em mời nguyên gia đình của mình cùng nhau lên bờ đi ăn hủ tiếu thịt với em được không? Em sẽ mọi người ở trên mạng thì nói bé ở đây thì ước ao rất là đơn sơ, thèm được một tô hủ tiếu. Hôm nay thì em nói với anh chị, dặn với chị là chiều nay đừng nấu cơm, để em cùng nguyên gia đình của mình đi ăn một bữa thịnh soạn, một bữa được không? Nấu chịu đi lên bờ. Không có đi gì đâu. Không chịu anh. Lên bờ mà gặp người lạ khóc dữ lắm. Ồ vậy hả? Rồi mai mốt, rồi ví dụ như đi mấy bé cháu này lớn rồi sao? Vậy lớn từ từ nó quen. Bây giờ mình đi cho quen từ từ đi anh, được không? Được, nó khóc, khóc chịu không nổi, dỗ không nổi. Dỗ không nổi hả? Là trước giờ thì chỉ có anh Xuyên lên bờ thôi, còn mấy bé nhỏ là không có lên luôn. Con nhỏ lớn đi lên chợ. Chợ tối ngày vậy đó. Ồ vậy hả? Con nhỏ lớn này nè vàng. Ừ. Còn mấy đứa bé này là không dám lên. Không dám lên tại cái đường đi lên bờ nó khó khó rồi. Không cho, không dám cho cháu đi lên, sợ nó té. Mình không hay. Dạ. Tại mình đi làm tối ngày à, vợ mình cặp mắt nó đã yếu vậy thì sợ té một tử rồi, đâu hay. Ừ. À, chia sẻ thật với mọi người thì cặp mắt của chị Hồng cũng đã bị mờ nhiều hả anh Xuyên? Không biết như thế nào khi mà Bùi Hồ thì có ngỏ ý mời nguyên gia đình lên bờ ăn hủ tiếu một bữa. Thì thôi thì em đến đây rồi. Thì bây giờ ở nhà mình có tất cả là 8 người. Em sẽ có đủ tô không ta? Nhà mình có đủ tô không? Đủ. Đủ 8 cái tô không anh? Đủ. Em sẽ đi mua 8, 8 bịch hủ tiếu thịt về cho cả nhà ăn nha. Rồi bây giờ ở đây đợi anh tiêu dùng. Chú này đang bán hủ tiếu mì nè, bánh canh giò heo nè mọi người. Ở đây là tiệm Thiên Phượng ở ngay Hồng Ngự á. Dạ con chào chú. Chú ơi mình bán hủ tiếu mì luôn hả chú hả? Chú có bạn thể bán vô bọc cho con được không? À, chú bán cho con là 6 bọc lớn nha, 2 bọc nhỏ. Mỗi một bọc lớn thì lớn thì chú để giá đầy đủ nha. Còn 2 bọc nhỏ thì chú cắt thịt ra, nhuyễn ra, không để giá. Mỗi một bọc lớn là bao nhiêu tiền chú? Bọc lớn 25 ngàn. 25 ngàn, còn bọc nhỏ? Bọc nhỏ thì chú mua nhiều bao nhiêu? Cho 10 là cho 20, 15 ngàn cũng được, 20 ngàn cũng được. Mà chú để thịt nhiều cho con nha, thịt heo nhiều nha. Là 4, 6 bọc lớn, 2 bọc nhỏ. Dạ. Hủ tiếu hết trơn phải không? Dạ, hủ tiếu hết. Bao giờ có chú? Có liền. Dạ, dạ, dạ. Thì mình chỉ đi vòng vòng ở đây gặp chú này bán nên mình ghé vô, mình mua luôn. Tại vì cho nó tiện. Chú mấy bột nhỏ chú để thịt cho con nha. Đây nè, có thịt đây mọi người. Ở đây thì mình sẽ vô cái tiệm tạp hóa của cô này để mua một số đồ vật dụng. Dạ, chào chị cô. Mua đồ á. Dạ, mình có bán hủ tiếu gói ý không? Có. Bao nhiêu một phần? Hủ tiếu ý à hả? Hủ tiếu gói, hủ tiếu bịch á. Hủ tiếu bịch. Dạ. Cái đó là báo một chục là 62 ngàn. Dạ, một thùng. Một thùng. Một thùng 184 ngàn. Ồ vậy hả? Có thùng mì 60 gói nữa phải không? Không, có 100 gói nhưng có 60. 100 gói hả? 100 gói nhiêu tiền vậy? 100 gói mì đỏ đỏ này là mình bán nhiêu nha. Mì đỏ đâu có 100 gói. Nhiêu có, có 100 gói nhưng mà không có. Ồ, chị không có hả? Có mì 100 gói, lấy 2-3 thùng đi. Thôi lấy em 2 thùng gấu đỏ đi ha. Thì hôm nay được mua mì nè. Rồi hủ tiếu nè, rồi với lại dầu ăn, nước tương. Thì đây là được sự ủng hộ của cô Hương, cô Huệ với lại cô Hương Việt Kiều Bỉ với cái số tiền là 1.200.000 đồng. Thì mình sẽ mua hết cái số tiền này, kể cả luôn gạo nè, rồi và thịt heo đó. Thì tất cả là mình mua nè, nước mắm nè, nước tương, nước mắm, dầu ăn, nước tương, đường. Mì gấu đỏ với bé thứ hai thì nguyên nhà lại thích ăn hủ tiếu nên mình mua luôn một thùng hủ tiếu này với lại 2 bịch gạo với lại 2 thùng gấu đỏ chứ, thêm một thùng ở đây nữa với lại cho em thêm muối nữa, rồi tính tiền hết cho em nha.
thì Bùi Hồ sẽ mời cả gia đình ăn hủ tiếu như thế này cũng khá là ngon. Tổng cộng là bao nhiêu tiền vậy cô? Một bịch 25, 25, 4 bịch là 100, 6 bịch là 150, là 180 ngàn. Nè, con đưa 200. Bùi Hồ TV, vì nãy thì Bùi Hồ đi lấy hủ tiếu thì chị tính cái hóa đơn đó. Thì ở đây tổng cộng số tiền là 576.000 đồng cho tất cả các mặt hàng mà Bùi Hồ đã mua theo phương diện đầy đủ của theo ý của cô Huệ. Thì rất cảm ơn cô Huệ rất là nhiều. Số tiền còn lại thì con sẽ mua thêm thịt heo với lại một số thịt heo thôi. Và cần thiết bao nhiêu con sẽ gửi tiền lại cho cô đó. Rồi. Em sẽ gửi chị là 576.000 nha. Sẽ vô đây mình sẽ mua thịt. Cô ở đây mình có còn thịt đùi không? Có đùi đây. Đùi mình bán nhiêu ký vậy? 120 hả? Con sơn. Sơn có bớt không? Cô đi. Cô lấy cho con 1 ký sườn, ký đùi nha. Thì thay mặt cô Huệ mua luôn thịt sườn nè, 1 ký thịt sườn nè. Với lại 1 ký thịt đùi này. Còn như lấy ký đùi nữa đi. Lâu lâu thì cho anh Xuyên với chị Hồng có một bữa ăn ngon. Cái này là bao nhiêu được ký chưa? Chưa được. Chưa được à? Vậy là ba hết là 320. Đó là dư rồi đó. Nè, em gửi chị 220 nè. Với lại ở đây 500 nè. 320 ha. Dạ. Chị thối em lại 200. Mọi người ở đây thì đầy đủ muối đường bột ngọt, bên kia mì với lại hủ tiếu, bên đây có thịt heo với lại gạo nhiều quá, có hai cậu cháu nghiệp của Úc đi rồi, bây giờ hai cậu cháu đem xuống hết không cậu, không hết thì nói anh Xuyên xuống sách phụ. Anh Xuyên ơi, anh Xuyên ơi, đợi anh Xuyên xuống sách phụ. Đây nè tất cả mọi người, nguyên bịch hủ tiếu này dành cho 8 người ăn nhưng mà giá chỉ có 180.000 đồng. Nhưng mà vẻ cũng chưa được ăn một lần nào. Anh xách giùm em hai bịch gạo này đi anh Xuyên. Hai bịch gạo này với lại một bịch thịt heo. Này nó hết không? Được không anh? Nặng lắm á. Rồi cậu thì ginh đó, con thì ginh bột hủ tiếu này. Mới tắm hả anh Xuyên? Dạ. Bây giờ đi cái đường này cũng khó khăn á. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới mời cả nhà anh Xuyên dùng hủ tiếu thịt. Rồi chú quay trở lại nha. Hôm nay có hủ tiếu cho nhà mình ăn nè, vui không? Vui không? Rồi chị hai chuẩn bị tô đi. Chị hai ơi, chuẩn bị tô đi. Ở cầu này khó đi lắm anh. Chị hôm nay chị bệnh rồi anh, hôm nay anh chuẩn bị tô đi rồi mời cả nhà cùng nhau ăn hủ tiếu. Mà trước khi như thế này nè anh Xuyên, con đi vô lấy tô đi ha. Hôm nay thì em con đi vô lấy tô đi, anh ngồi xuống đi. Hôm nay thì đến đây em thay mặt cô Huệ với lại cô Hương gửi cho anh mua gồm có hai thùng mì cổ đỏ nè, rồi hủ tiếu mà bé thích ăn nhất, hủ tiếu bịch đó, rồi hai bịch gạo, ủa một bịch gạo nữa đâu rồi, hai bịch gạo với lại muối đường bột ngọt, với lại mua cho anh 2 ký thịt sườn, mình để kho rượu mình ăn từ từ, với lại 1 ký thịt đùi, còn dư tiền lại á, thì còn dư còn lại là con sẽ em sẽ gửi cho anh luôn là số tiền của cô Huệ. Là được còn dư còn lại 305.000 đồng. Và sẵn đây thì em thay mặt cho anh Long Nguyễn gửi cho anh cái số tiền nữa là 1.700.000 đồng. Vậy là em sẽ gửi cho anh ngoài cái phần quà này thì em gửi cho anh thêm
2 triệu đồng ha. Thì em sẽ lấy lại bị bệnh này. Đây anh Sinh, thì em sẽ gửi cho anh cái số tiền của anh Long Nguyễn, là một Việt Kiều ở Úc, gửi cho anh số tiền là 1.700.000 đồng. À, 1 triệu nè, 1.500.000 nè, 1.700.000 đồng. Và cô Huệ với lại cô Hương ủng hộ cho anh là tặng 1.200.000 đồng. Thì cô nhờ em mua những cái vật dụng thiết yếu như em nói nãy giờ. Thì còn lại số tiền là 305.000 đồng. Thì em gửi cho anh tổng cộng là 2.005.000 đồng. Thì hôm nay thì em muốn ngồi đây xem gia đình mình ăn một bữa, ăn cơm với lại ăn hủ tiếu với lại thịt. Cái đó thì em mời gia đình mình ăn. Rồi bây giờ mình sẽ quay quần nhau ăn với nhau cho em vui cái nha. Con ăn vậy vui không? Thật ra thì các bé con của anh Xuyên thì rất là ngại khi mà gặp tô hủ tiếu, không biết là vui hay không, mà chỉ hỏi chị cười mỉm mỉm như thế này thôi. Chị hai vui không? Chị thì bị bệnh. Chị ăn miếng hủ tiếu nha chị ha. Dạ. Ăn không nổi hả? Hôm nay thì mời cả nhà ăn thì chị Hồng lại bị bệnh, bị cảm rồi. Rồi sao hôm nay con thấy sao? Dạ. Được ăn hủ tiếu ngon không? Dạ, ngon. Ngon hả? Ngon nhất là cái hủ tiếu hay là thịt? Ngon nhất là hủ tiếu chú. Hủ tiếu hả? Dạ. Ừ. Các em còn lại không có nói chuyện được hả? Mất cỡ hả? Dạ. Ừ, vậy hả? Con trai con ăn hủ tiếu ngon không? Nó mắc cỡ lắm, nó nói chuyện nè. Nó không nói chuyện. Mắc cỡ lắm, một bữa ăn. Cỡ không rồi. Đối với mọi người thì việc mà một buổi ăn sáng hủ tiếu với giá 25.000 đồng là một cái công việc hết sức bình thường, nhưng đối với hoàn cảnh gia đình của anh Xuyên, khi mà có đến 6 bé như thế này và thêm anh và chị nữa là 8 người, thì việc mà ăn một ngày như thế, nếu như mà ăn sáng không thì bằng một ngày công lao động của anh Xuyên. Tại vì anh Xuyên nói là sáng giờ từ 4 giờ đến khoảng 2 giờ chiều anh chỉ được có 180.000. Mà nếu như mà anh dùng 180.000 để mua tất cả 8 tô hủ tiếu như thế này, tô lớn thì chỉ 25.000, tô nhỏ thì chỉ có 15.000. Mà mua nguyên gia đình ăn như thế này thì hết một ngày công của anh. Nên việc ăn hủ tiếu đối với gia đình của anh cũng như đối với anh Xuyên và chị Hồng là một công việc hết sức là xa xỉ. Con ăn đi, con ăn nhiều vô nha. Anh Xuyên có điều gì muốn nói với mọi người không? Gì đâu nói. Con nói mời mọi người ăn hủ tiếu đi. Cho chị hai thì có vẻ lanh lẹ hơn các em, như là bé thứ ba thì thứ tư ngại nói quá anh Xuyên, nên là nữ là cũng hơi khó khăn. Mời tất cả mọi người cùng tham quan gia đình của anh Xuyên dùng hủ tiếu nha. Ở đây thì thích ăn hủ tiếu hơn hả anh Xuyên? Dạ, thích ăn hủ tiếu gói. Dạ, hồi nãy thì em có sử dụng tiền của cô Hương với cô Huệ, có mua một thùng hủ tiếu cho mình. Dạ. Cũng cảm ơn chị với chị Huệ, chị Hương cũng là tấm lòng giúp đỡ cho em cũng cảm ơn. Dạ. Nếu mà có một ước muốn thì anh với chị ước muốn gì chị? Dạ. Em ước muốn thì sao này ba đứa nhỏ này nên hai đứa lớn nó đã lỡ cỡ rồi, em ước mơ cho mấy đứa lớn nó ăn lớn lên cho nó học hành, cho có biết chữ nghĩa gì ta. Dạ. Bé này thì vì các bé ít lên nó ít lên bờ, ít lên bờ nên ngại quá. Chị ăn hủ tiếu đi chị, để thôi nở ăn thì cũng miếng đi rồi uống thuốc. Mai mình lại bắt đầu cái công việc mình hả? 4 giờ đi làm. Dạ, sáng thì anh có ăn sáng gì không? Có ăn. Mua xôi mua đồ ăn. Mua xôi ăn hả? Nguyên gia đình của mình một buổi ăn sáng gì mình là khoảng bao nhiêu tiền? Có những em đi làm là em ăn cái cháo đây không biết ăn nhiều. Nhưng mà em đi làm nhưng mua 5.000 xôi, 10.000 xôi ăn rồi no rồi. Dạ. Rồi là gánh này tới bữa cơm trưa có gì ăn cơm. Dạ. Rồi ăn cơm rồi nửa tiếng nghỉ được nửa tiếng đồng hồ rồi đi đẳng là gánh làm nữa đó. Ôi hả. Dạ.
Vậy là các bé ở nhà ăn gì chị không? Sáng à? Dạ. Mì của mấy người về muốn giúp đỡ cho sáng ăn mì. Rồi lúc mà chưa lúc mà không có người giúp đỡ thì cũng mua mì gói về ăn à. Vậy hả? Là các bé đều ăn mì hết? Dạ, sáng em cho nó ăn mì. Dạ, còn trưa thì mình thường ăn cơm với gì? Trưa ăn cơm rồi cá, mua cá sáng rồi mua con cá tra gì kho mới gì chiên ăn à. Cá tra đó là bao nhiêu một ký chị? 20.000 ký ăn. Mình mua thường nguyên gia đình của mình là ăn mấy ký? Ký mà gửi. Ký gửi là cả ngày hay sao? À, ký gửi chỉ có mấy khứa anh, khứa sẵn sẵn là khứa sẵn sẵn đó. Có mấy khứa, 5-6 khứa vậy à? Là một buổi sáng thôi. Dạ. Còn buổi chiều là mình mua cũng cái gì cũng mua ăn chiều. Chiều nay chưa có mua nè, chỉ sáng mua rồi chiều nay anh mua hủ tiếu rồi không mua rồi ăn chiều. Dạ. Nếu như mà thường gia đình mình một ngày ăn uống là khoảng bao nhiêu tiền cả cho cả 8 người? Dạ. Cả 8 người của mình là khoảng ăn khoảng bao nhiêu tiền? Cái gì đó là 70.000 anh. Rồi việc bé nhỏ nhất ở trong này uống sữa sao? Nó uống sữa có anh kia đem sữa cho nó đó. Ờ, trước đây không có anh kia giúp thì sao chị? Cũng mua vậy anh. Tả có cũng có chạy kia cũng cho tả nữa, tả sữa giờ. Tả chút mua sữa. Hai đứa nó uống liền 3 gói, 4 gói, 20.000. Uống một ngày nữa, uống một ngày. Gói 6.000. Nó không chịu ăn uống những sữa mà. Ăn, bắt buộc cho uống sữa. Con sau khi dùng hết một cái tô hủ tiếu thì con thấy sao? Thấy ngon. Ngon hả? Dạ. Con có ước muốn gì không? Dạ không, muốn bà ở chợ được mua được cái ghe cho ở chỗ cực. Cái ghe là ở được hả? Dạ. Cái ghe là mình cũ như thế này khoảng bao nhiêu tiền anh xin? Giờ kiếm mua cũng khó đó. Dạ. Cũ chắc cũng cỡ mười mấy triệu. Thực ra thì ngồi trên đây cái cảm giác nó khó chịu. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin thay mặt anh Xuyên và chị Hồng cũng như là các bé ở đây xin cảm ơn tấm lòng của cô Huệ với lại cô Hương Việt Kiều Bỉ. Xin chân thành cảm ơn anh Long Nguyễn đã ủng hộ số tiền để mà hôm nay giúp được cho anh Xuyên một số ít vật dụng hàng ngày cũng như là có một số tiền để mà xoay sở trong gia đình. Cũng như hôm nay thì mọi người thấy thì chị Hồng cũng đã ngã bệnh, mặc dù còn rất là nhiều con nhỏ, chị ăn không hết tô hủ tiếu luôn. Thì anh Xuyên ơi, thì hôm nay em đến mời gia đình mình ăn hủ tiếu cũng như là tấm lòng của em cũng như là tất cả các mạnh thường quân mà đang xem video clip của em. Thì em chúc gia đình của mình luôn luôn sức khỏe dồi dào, ổn định. Có ai giúp đỡ thì mình cố gắng lên bờ sinh sống nha anh. Anh có muốn nói lời nào với mạnh thường quân không, anh với chị á? Không biết nói gì nha. Em chào anh Xuyên, chào gia đình mình nha. Dạ, cảm ơn luôn ha. Dạ. Rồi em cảm ơn. Thì cô bác quý anh chị, video clip của Bùi Hồ thì kết thúc. Hôm nay thì cảm ơn cô Huệ, cô Hương, cảm ơn anh Long. Hôm nay thì tại vì cũng quãng đường cũng khá là xa thì Bùi Hồ đến đây phải tranh thủ về sớm để mà còn công việc ở nhà. Chào mọi người nha.